ta tập trung vào cái này, làm cái biểu đồ thấu cảm, trong đó có cái hồ sơ khách hàng và có sản phẩm chúng ta. Thường ấy, chúng ta kinh doanh bắt đầu từ sản phẩm. Ví dụ như thường ở ngoài đường, các bạn sẽ hỏi Bình hoặc là ai đó sẽ hỏi các bạn: anh Bình ơi, theo anh bây giờ em mở một cái cửa hàng bán quần lót nam được không? Vậy thì hỏi tại sao em bán? Em thấy bán quần lót thời trang nó giàu lắm thì em bán, những thằng này nó khác. Nhưng bây giờ ví dụ như cũng là quần lót nam thôi. Vậy thì chúng ta bắt đầu từ vấn đề của thị trường. Ví dụ như gặp hai thằng nó ngồi nó tỉ tế với nhau, mặt buồn thiu: mày, tao mới đi khám bác sĩ về, bác sĩ bảo chất lượng đàn ông hơi bị kém, tao chưa có con tại vì là đơn giản chất lượng đời quấn của tao nó yếu quá, và nguyên nhân là do tao đi làm công việc văn phòng thường xuyên lái xe chạy 20 mấy tiếng, nên ngồi liên tục, nhiệt độ vùng kín nó hơi cao. Theo nghiên cứu khoa học thì nhiệt độ vùng kín của người đàn ông là khoảng dưới 33 độ, duy trì ở đầu đó thì nó sẽ tốt cho chất lượng đàn ông, 33 độ. Mình thấy hai thằng nó ngồi nó tâm sự như vậy thôi, hoặc là một cái hội thảo khoa học nó bác sĩ nói là tình hình là đàn ông sẽ biến mất khỏi trái đất do như vậy đó, vì chất lượng đàn ông nó giảm như vậy. Vậy mình cho ra một cái loại quần lót mà nó sẽ giúp cái nhiệt độ vùng kín của những người đàn ông luôn luôn duy trì dưới 33 độ C. Vậy thì nếu như các ông không được dùng cái quần lót đó của tôi, các ông sẽ bị vô sinh, các ông sẽ giảm chất lượng đàn ông, các ông không phải là đàn ông đích thực kiểu như vậy. Hoặc là mình cho ra một cái loại thuốc mà mình có thể là bôi hoặc là gội đầu thôi, hằng ngày giúp cơ thể của mình trung hòa nhiệt độ như vậy. Vậy thì chúng ta bắt đầu từ một cái nỗi đau của khách hàng, chúng ta ra một cái sản phẩm để giải quyết cái vấn đề đó. Thì như vậy một nửa đàn ông của thế giới sẽ đổ số đi mua cái quần lót của mình, và thậm chí là nửa thế giới còn lại là các chị em cũng thấy như vậy, lo trong trong mình quá, cũng trở thành khách hàng của mình, cũng đi mua cái quần lót của mình. Còn những cái người khác ấy, họ mở cái cửa hàng bán đồ lót rồi họ cứ ngồi đó, họ chờ, hằng ngày có người đi qua cái tuyến đường này rồi họ tập và họ mua. Một bên là chúng ta chủ động tìm kiếm khách hàng, giải quyết vấn đề của khách hàng, một bên là chúng ta không có vấn đề cả. Hỏi tại sao mới bán? Tại vì em thấy cái đó lời nhiều. Ví dụ ngày xưa bên anh cho cũng đi bán giấy vệ sinh, thì khách hàng ấy họ hỏi làm sao để tiết kiệm chi phí lắm. Em ơi, cái giấy này của chị bỏ vào á, cư dân ở trong tòa nhà họ lấy, họ vứt hết, họ lâm hết, sinh viên nó đi vào lấy hết. Vậy thì bọn này mới tạo ra cái sản phẩm giấy quần lớn này. Vậy thì từ đấy là vấn đề của là cái nỗi đau của khách hàng, là họ bị mất giấy, họ bị ướt giấy, chi phí nó tăng cao. Thì bọn này mới tạo ra một cái sản phẩm đấy là giấy vệ sinh để anh đáp ứng cái nhu cầu đó. Cái sản phẩm này giúp khách hàng tiết kiệm 30% chi phí sử dụng giấy hàng tháng, và đồng thời lợi nhuận của mình cũng tăng lên khoảng 30%. Vậy là mình trở thành chuyên gia về sản phẩm này và mình tiên phong dẫn đầu với kênh khách hàng tổ chức. Bây giờ vào nhà vệ sinh công cộng là sản phẩm này. Thay vì chúng ta ở ngoài đường ấy, chúng ta sẽ tại sao mới bán giấy? Tại vì thấy ông Bình bán giấy nên em cũng bán giấy. Hay vậy lời thấy cạnh tranh của em giá rẻ hơn. Mấy một tháng mình bán được có 100 triệu, ông Bình ông bán một tháng cả 100 tỷ, mà mình bán thì ít, tỷ suất lợi nhuận còn mỏng, thấp nữa, thì làm gì mà sống được? Trong cuộc sống mà bất kỳ chúng ta hấp thu một cái gì đó mới, làm một cái gì đó mới, chúng ta luôn cảm thấy không thoải mái. Đó điều đương nhiên thôi. Nên lần đầu tiên khi mình đi học ngày xưa cũng vậy. Tới một cái lớp cứ nhảy nhót thế này cũng vậy. Mình cũng có cảm giác lọt vào cái ổ đá cấp đấy ta. Nhưng thật sự đấy là một cái phương pháp học. Người ta kẹp từ hai từ lại. Edutainment, học và giải trí. Chúng ta học ấy, giữa học và chúng ta giải trí. Học như vậy chúng ta sẽ dễ hấp thu cái kiến thức, dễ hấp thu năng lượng, và chúng ta không bị mệt mỏi, không buồn ngủ. Nhiều người đã học của bên những khóa trước cũng vậy, họ học 2-3 ngày nhưng họ không buồn ngủ. Và đó là cách để chúng ta hấp thu năng lượng. Và đây là cái phương pháp học đào tạo của những người làm đa cấp, họ áp dụng cả hàng trăm năm nay. Bất kỳ cái mô hình đa cấp nào cũng vậy. Và đó là lý do người làm đa cấp họ luôn luôn rất nhiều năng lượng, họ luôn luôn máu lửa và họ tự tin. Vì đơn giản là khi chúng ta thay đổi trạng thái cơ thể ấy, khi chúng ta chuẩn bị chạy, chúng ta chuẩn bị tập, chúng ta chuẩn bị bơi, ta cần phải khởi động. Và khi đó chúng ta sẽ giảm được chấn thương, giảm được sự căng cứng, giảm được sự mệt mỏi. Và những người đa cấp họ đã biết cái cách này, cái phương pháp giáo dục kết hợp giữa giáo dục và giải trí edutainment này, họ áp dụng của hàng 500 nước mà chúng ta không biết. Để rồi chúng ta cứ ngồi đây, ta lại là bọn đa cấp và chúng ta cứ phản xét họ như vậy. Vì đa cấp họ áp dụng tất cả các mô hình đa cấp, ông này đẻ ra ông này, ông này đẻ ông ra ông này, ông này này, thì là tất cả những ông đa cấp họ đều học theo phương pháp đó. Thì chúng ta cứ thấy những người nhảy nhảy như vậy, chúng ta quy chụp là bọn đa cấp, đơn giản vậy thôi. Và chúng ta phải thay đổi để thích nghi. Chúng ta là quản lý những nhà lãnh đạo mà chúng ta cứ rụt rè về cái bảo lĩnh, em tự tin lên em, máu lửa lên em. Ông bao có tự tin, ông bao có máu lửa đâu, cho nên là không làm được đâu. Nếu như chúng ta không làm gương, lãnh đạo chúng ta phải làm gương. Các bạn bảo em ơi quay phim đi, em ơi livestream đi, livestream có gì đâu sợ. Nhưng mà bây giờ bảo chị livestream đi, chị đã bao giờ chị làm cái việc đó đâu, chị không quen. Nếu người bảo là em không quen làm việc đó, bây giờ hỏi vậy thì ngày xưa khi mới lần đầu tiên ông bia, ông có quen ông bia, tại sao bây giờ ông uống tuần nào ông uống? Ngày xưa ấy,
Thế cái gì chúng ta phải có lần đầu rồi có phần tiếp theo, chúng ta hãy bị bỏ cuộc vì vậy. Chúng ta bị FOMO. FOMO tức là chúng ta thấy người khác như vậy, chúng ta sợ mất, chứ sợ mình được như vậy á. Hồi chứng sợ mất cơ hội dịch ra như vậy. Vậy á, chúng ta sợ, chúng ta thấy người khác làm như vậy. Triệu view. Ngày mai mình này, xong mình làm không triệu view ta. Có những người ấy làm cả hàng nghìn cái video, cái clip rồi các bạn là nó vẫn không lên đâu. Mà đúng một ngày nó mới lên. Giống kiểu khi đó ông trời thương, kiểu các nền tảng ông thương, thấy thằng này cũng kiên trì này. Đi cỡ đó, ghét cỡ đó, tụi cho đê suốt, tụi cho lên mà lại thôi hôm nay cho nó lên cái đi. Kiểu như vậy á, chúng ta đừng có hy vọng gì cả. Đừng có hy vọng lần đầu tiên chúng ta hát mà hay. Các anh chị thấy ông ngày xưa mình hát karaoke thôi. Lần đầu tiên đi hát karaoke thì anh chị cầm mic từ hát từ coi. Khó, nhưng mà từ từ rồi lâu lâu giờ bữa nào đi nhậu cũng hát karaoke thầy cũng thiếu thiếu. Khát vọng lớn, tâm nhìn xa, làm xuất sắc từng việc nhỏ. Hãy nhớ bấm theo dõi kênh của mình để chúng ta chia sẻ và kết nối nhiều hơn nha.